Y123 xin chào các em. Hôm nay Y123 giới thiệu các em về Dynamo xe đạp. Chưa ta tìm hiểu về cái tên trước thì cái tên Dynamo ấy thì nguồn gốc xuất phát của nó là từ Pháp. Trước đây thực dân Pháp xâm lược nước ta và người ta đưa cái xe đạp từ Pháp sang Việt Nam. Vì vậy mà rất nhiều bộ phận của xe đạp vẫn còn mang tiếng Pháp. Như nhiều ghi đông, cốt tăng, các đờ bu, các đờ sen, vân vân. Vì vậy Dynamo cũng là tiếng Pháp mà thôi. Vậy Dynamo xe đạp là gì thì mời các em quan sát này. Đây là hình ảnh phía ngoài của Dynamo xe đạp chúng ta đã từng gặp thực tế. Vậy Dynamo xe đạp dùng để làm gì, lắp đặt như thế nào? Chúng ta biết là Dynamo xe đạp dùng để lắp đặt vào cái xe đạp và phát ra ánh sáng điện cho xe đạp khi đi trời tối. Đây, mời các bạn xem hình này. Dùng để thắp đèn cho cái xe đạp thôi. Vậy người ta lắp đặt như nào? Lắp đặt đi một xe đạp. Thì người ta lắp cái dynamo này vào càng trước của xe đạp, lắp đặt làm sao cho cái núm quay này bám sát vào cái thành lốp của bánh xe đạp trước. Khi ban ngày thì cái dynamo ở trạng thái thẳng đứng như này. Khi đó cái núm sẽ không quay, vì vậy nó sẽ không phát ra ánh sáng. Khi trời tối chúng ta gảy cái lẫy làm sao cho cái dynamo này nó nghiêng về phía bánh xe đạp và cái núm quay bám sát vào cái thành lốp xe đạp trước. Vì vậy mà khi cái vành xe nó quay thì cái núm quay này sẽ quay và sẽ phát ra điện giúp cho đèn sáng chúng ta đi trời tối dễ dàng hơn. Vậy đấy là cách lắp đặt của dynamo xe đạp. Vậy bên trong nó có cấu tạo như thế nào mà lại phát ra được điện? Đây chính là cấu tạo trong của xe đạp, của cái dynamo xe đạp. Nó gồm những bộ phận chính như sau này. Đây là núm quay, đây là trục quay, đây là nam châm vĩnh cửu, đây là cuộn dây quấn quanh lõi sắt non, đây là phần đấu điện ra cái đóng đèn xe đạp bên ngoài thôi, giúp cho các em dễ hình dung thôi. Vậy nếu nhìn sang hình 3D bên này, chúng ta những bộ phận chính quan trọng như một là núm xoay, hai là trục quay, ba là nam châm vĩnh cửu, màu đỏ là ứng cực bắc nốt, màu xanh ứng cực nam là sao. Đây là cuộn dây. À, hình ảnh thực tế người ta làm cuộn cuộn dây nhiều hơn để cho điện nó mạnh hơn thôi. Vậy thì nó hoạt động như thế nào? Vì dynamo xe đạp được lắp bánh trước của xe đạp cho nên khi cái núm xoay này ép sát vào lốp trước của xe đạp thì khi lốp xe đạp quay thì cái núm sẽ quay. Núm quay này sẽ chuyển động xuống nam châm vĩnh cửu sẽ quay. Khi nam châm vĩnh cửu quay thì nó sẽ tạo ra một dòng điện trên cái cuộn dây này. Và cuộn dây này được đấu với bóng đèn phía ngoài, chính vậy mà bóng đèn sáng. Hay nói khác đi, dynamo xe đạp thực chất là cái gì? Là một máy phát điện thu nhỏ nhưng không phải dùng xăng hay dùng nước mà nó dùng lực cơ học do chân chúng ta đạp ra. Khi chân chúng ta đạp vào bàn đạp thì sẽ làm cho lốp xe trước quay, lốp xe trước quay thì sẽ làm quay cái núm khi nó ép sát vào lốp xe trước. Như vậy 123 đã giới thiệu các em về cấu tạo của dynamo xe đạp. Một lần nữa, Y123 xin chào và hẹn gặp lại các em.